của Pixel 4 với cách bố trí camera kỳ dị giống như iPhone Xs. -E. Những thông tin và hình ảnh bị dò dỉ về iPhone Xs -E sắp ra mắt của Apple cho thấy sản phẩm sẽ sở hữu cụm 3 camera ở mặt sau được bố trí khá lạ mắt. Khi ba ống kính sẽ được bố trí trên một hình vuông nằm tách biệt ở mặt sau sản phẩm, thay vì được bố trí thẳng hàng theo chiều ngang hay chiều dọc như thường thấy. Tưởng rằng thiết kế của iPhone Xs -E là đã đủ lạ mắt và khác thường nhưng có vẻ như Google cũng có cùng ý tưởng thiết kế với Apple. Khi bộ đôi Pixel 4 và Pixel 4 XL, những mẫu smartphone được trông đợi nhất trong nửa cuối năm 2019, cũng sẽ được trang bị camera với kiểu thiết kế kỳ dị như IPHONE Tài khoản Twitter @onLeaks nổi tiếng với việc đăng tải thông tin dò dỉ về các thiết bị công nghệ sắp ra mắt đã cho đăng tải những hình ảnh bị dò dỉ của Pixel 4 và nổi bật trong đó chính là cụm ba camera ở mặt sau của sản phẩm có thiết kế giống hệt với những hình ảnh bị dò dỉ của iPhone Xs trước đó khi cụm ba camera này cũng được đặt lên phía trên một hình vuông nằm tách biệt ra khỏi mặt lưng sản phẩm. Tiếp theo đó, tài khoản Twitter có tên GONASDAEHNEZT đã cho đăng tải một hình ảnh bị dò dỉ khác của Pixel 4, được cho là ảnh chính thức của sản phẩm. Hình ảnh này đã cho thấy rõ nét cách bố trí của cụm ba camera ở mặt lưng sản phẩm, còn mặt trước sẽ là sự hiện diện của camera kép, được đặt ở viền trên màn hình, thay vì kiểu thiết kế dạng tai thỏ có vẻ như không muốn để những ai quan tâm phải đồn đoán quá nhiều. Chỉ ít ngày sau khi những hình ảnh đầu tiên về thiết kế của Pixel 4 bị dò gì, mới đây Google đã cho đăng tải lên trang Twitter chính thức của mình hình ảnh hé lộ về chiếc smartphone mới, kèm theo thông điệp, vì dường như có một số quan tâm của bạn đây, hãy chờ cho đến khi bạn thấy được những gì nó có thể làm, kèm theo đó là hashtag thăng Pixel 4, cho thấy hình ảnh mà Google đăng tải là chiếc smartphone mới nhất của hãng. Từ hình ảnh được đăng tải này cho thấy điểm nhấn chính là cụm ba camera trên sản phẩm, giống như những hình ảnh đã bị dò dỉ trước đó. Đáng chú ý cảm biến vân tay cũng không còn hiện diện, nhiều khả năng Google sẽ tích hợp cảm biến vân tay lên màn hình hoặc sẽ chuyển cảm biến vân tay sang cạnh bên. Tuy nhiên giới công nghệ vẫn đặt ra nhiều nghi vấn về việc Google hé lộ sớm thiết kế sản phẩm mới của mình. Nhiều người đặt ra câu hỏi liệu đây có thực sự là thiết kế mới của Pixel 4 hay Google chỉ đang muốn trêu đùa giới công nghệ khi đang có nhiều hình ảnh liên quan đến sản phẩm bị dò dỉ trong thời gian gần đây. Thậm chí một số giả thuyết được đặt ra rằng do Pixel 4 có thiết kế khá giống với iPhone XE, dựa vào những hình ảnh bị dò dỉ của iPhone XE, nên Google đã sớm phải đăng tải hình ảnh để hé lộ về thiết kế của sản phẩm, để Google không bị mang tiếng là sao chép thiết kế của iPhone XE lên sản phẩm của mình bởi vì Pixel 4 sẽ được ra mắt chậm hơn iPhone XE một tháng. Apple thường giới thiệu iPhone mới vào tháng 9. Google giới thiệu smartphone Pixel mới vào tháng 10. Dù về lý do gì đi nữa thì từ các hình ảnh được đăng tải cho thấy Google sẽ chuyển qua sử dụng hệ thống nhiều camera thay vì trung thành với một camera duy nhất như các phiên bản Pixel từ trước đến nay và nếu Google vẫn mốc thời điểm ra mắt như các phiên bản Pixel cũ thì bộ đôi Pixel 4 và Pixel 4 XL sẽ được ra mắt vào tháng 10 tới đây. Tê Thủy